Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở với những tin tức nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Chiều ngày 15 tháng 7, huyện ủy, huyện Quang Bình đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ. Tại buổi công bố, lãnh đạo ban tổ chức huyện đã đọc quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trường, chuyên viên văn phòng huyện ủy, giữ chức vụ phó chánh văn phòng huyện ủy kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024, thời gian bổ nhiệm không quá 5 năm. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo huyện Quang Bình ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng chí Trường trong những năm công tác qua. Nhận nhiệm vụ mới, mong muốn đồng chí sớm tiếp nhận công việc và đoàn kết thống nhất gương mẫu về mọi mặt trong công tác, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng mối đại đoàn kết trong cơ quan đơn vị, làm tốt công tác tham mưu trong công tác đảng và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ huyện đã đề ra. Ngày 15 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã có buổi làm việc tại xã Tân Lập về khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo của xã Tân Lập, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, trên địa bàn thường xuyên xảy ra mưa lớn, đã làm thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu, trong thời gian tới, diễn biến của thời tiết vẫn còn nhiều phức tạp. Cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập cần liên tục cập nhật kịp thời diễn biến của thời tiết đến toàn thể nhân dân, rà soát di rời các hộ có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, kiểm đếm, tính toán phương án hỗ trợ kịp thời đối với các hộ bị thiệt hại bởi thiên tai, huy động nhân lực, vật lực để khắc phục thiên tai, sửa chữa các công trình hư hỏng và đảm bảo lưu thông các tuyến đường để nhân dân đi lại. Kiểm tra, rà soát các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn phải có cảnh báo kịp thời. Quá trình thi công khắc phục phải đảm bảo an toàn lao động, nghiêm túc duy trì thông tin báo cáo với huyện khi xảy ra thiên tai. Các ngành của huyện thống kê, khảo sát, tính toán đề xuất giải pháp hỗ trợ cho nhân dân và địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai đảm bảo tính lâu dài. Ngày 15 tháng 7, Trung tâm Chính trị huyện Mèo Vạc tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 2 năm 2024. 76 học viên tham gia lớp học sẽ được học tập 18 nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ, nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. Thông qua lớp học nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, các học viên đủ điều kiện được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị theo quy định. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ Trần Văn Khiên, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng tại đỉnh Tây Côn Lĩnh. Theo đó, với mong muốn động viên người thân gia đình liệt sĩ Trần Văn Khiên sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát, vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần khi gia đình mất đi người trụ cột, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã ban hành thư kêu gọi ủng hộ gia đình liệt sĩ Trần Văn Khiên. Bằng những tấm lòng động viên chia sẻ ủng hộ, phường Quang Trung đã tiếp nhận số tiền 38 triệu 600 nghìn đồng. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường đã trao tặng số tiền trên cho thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Văn Khiên và động viên gia đình cố gắng vượt qua mọi khó khăn mất mát, tiếp tục ổn định cuộc sống. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, tri ân công lao và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn. Hội cựu chiến binh huyện Hoàng Su Phì vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 giai đoạn 2019-2024, triển khai phương hướng mục tiêu thi đua giai đoạn 2024-2029. 5 năm qua, Hội cựu chiến binh huyện đã vận động hội viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần dám nghĩ dám làm, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo làm kinh tế giỏi. Tính đến nay, toàn huyện có 3 câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế có hiệu quả với 59 thành viên. Hội viên hiến hơn 20.000 m2 đất, đóng góp hơn 7.000 ngày công để xây dựng các công trình công cộng và làm đường giao thông. Trong 5 năm qua, đã có 299 tập thể cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua do Hội Cựu Chiến binh phát động. Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới, hội viên Hội Cựu Chiến binh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ngày 15 tháng 7, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xín Mần tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phong trào phụ nữ và hoạt động hội luôn được các cấp hội trên địa bàn huyện bám sát vào các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của hội cấp trên, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, chủ động sáng tạo đổi mới trong triển khai các hoạt động phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp hội viên phụ nữ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ và 6 tháng cuối năm 2024, tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 8 khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành bầu kiện toàn ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 16 tháng 7, Hội Khuyến học huyện Yên Minh khóa 4 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nửa đầu năm, Hội Khuyến học huyện Yên Minh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng vào việc phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, công dân học tập gắn với xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, huyện được đẩy mạnh. Việc thực hiện chủ trương đa dạng hóa quỹ khuyến học được các cấp hội thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Tổng quỹ khuyến học huy động từ đầu năm đến nay đạt trên 380 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Yên Minh sẽ tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Xác định lực lượng dân quân tự vệ là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, huyện Bắc Mê đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ nội dung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm cơ bản thiết thực, chất lượng sát cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức huấn luyện cho 15 trên 15 cơ sở, trong đó có 13 cơ sở dân quân và 2 cơ sở tự vệ. Thì qua huấn luyện thì các cơ sở đều duy trì nghiêm cái chế độ huấn luyện, thời gian, quân số cũng như về nội dung huấn luyện. Kết quả huấn luyện của các cơ sở đều đạt khá trở lên và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã thị trấn đã vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng dân quân tự vệ, tăng cường công tác kiểm tra kịp thời khắc phục những thiếu sót, tổ chức củng cố bổ sung lực lượng dân quân đủ quân số, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu để cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và kỹ thuật tác chiến theo từng nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện thì Ban Chỉ huy quân sự trấn tổ chức củng cố huấn luyện dân quân, bảo đảm đủ quân số. Trong quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, bảo đảm huấn luyện đầy đủ nội dung đúng thời gian. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động sáng tạo của Ban Chỉ huy quân sự huyện cùng ý thức trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ của huyện Bắc Mê nhiều năm qua đều đạt kết quả tốt, có phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Hội đồng nhân dân xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc vừa tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo và tờ trình về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023, kết quả thu chi ngân sách nhà nước địa phương 6 tháng đầu năm. Tại kỳ họp, lãnh đạo huyện đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Xín Cái tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tăng cường công tác giám sát các chế độ chính sách cho người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Ngày 15 tháng 7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xín Mần đã thực hiện kiểm tra giám sát kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại hai xã Nà Trì và Khuôn Lùng. Đến nay, tổng dư nợ của hai xã là trên 92 tỷ đồng với 1.350 lượt hộ được vay vốn.
Thông qua các nguồn vốn vay đã tạo việc làm, tăng thu nhập và có nhiều hộ gia đình có cuộc sống ổn định vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xín Mần lưu ý hai xã tiếp tục tăng cường tốt công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, nắm chắc đối tượng cho vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng, triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là đối với việc quản lý sử dụng nguồn vốn của hội viên đạt hiệu quả, đúng mục đích, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội trên địa bàn hai xã, đem lại kết quả cao. Ngày 15 tháng 7, huyện Quản Bạ công bố ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Thái An. Lãnh đạo huyện đã có mặt trực tiếp tại xã Thái An để chỉ đạo công tác khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi. Toàn xã Thái An hiện có trên 2.400 con lợn. Trước đó vào ngày 12 tháng 7, đàn lợn của hộ gia đình Vàng Mí Sử, thôn Lố Thàng 1 có dấu hiệu nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Xã Thái An đã phối hợp với trạm thú y huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả trả về dương tính. Các lực lượng tiến hành tiêu hủy hai con lợn của hộ ông Sử theo quy định, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Thái An, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu xã Thái An thực hiện quyết liệt công tác khoanh vùng, bóc tách khu vực ổ dịch với các thôn bản chưa nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tiến hành phun khử trùng ít nhất là một lần một ngày và rắc vôi bột đảm bảo mầm bệnh không lây lan, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành chuyên môn về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, không để xảy ra tình trạng nhân dân giết mổ, bán tháo, bán rẻ lợn và sản phẩm thịt lợn bị nhiễm bệnh. Tại huyện Bắc Mê, sau khi công bố dịch tả lợn châu Phi, huyện đã thành lập hai chốt kiểm soát tại hai điểm ở thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, nơi xảy ra ổ dịch, để kiểm tra chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn và các sản phẩm từ lợn, cũng như các phương tiện ra vào địa bàn. Theo sự phân công của lãnh đạo, thì trong thôn phân công mỗi hộ gia đình là trực một ca, là một ngày một đêm, mỗi ca có hai hộ ạ. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh liên tục trên các phương tiện truyền thông để người chăn nuôi của địa phương hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn bệnh lây lan. Thời tiết là nắng mưa kéo dài nên là cái ổ dịch của thị trấn thì cũng đã xuất hiện ở tại thôn Bản Lạn và một sẽ phải khoanh vùng và làm cái biển báo là sẽ không cho ở cái việc mà buôn bán thịt lợn ra chợ cũng như việc thu mua đầu ra đầu vào đối với đàn lợn của địa bàn thị trấn cũng như thôn Bản Lạn. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm thịt lợn cũng được tăng cường. Ngành chức năng cũng đẩy mạnh hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực chuồng trại, phân công lực lượng giám sát dịch bệnh đến các thôn bản khác, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ cùng với lực lượng công an trên địa bàn toàn huyện, công an xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và thu thập thông tin cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân. Tổ công tác công an huyện cùng với công an xã Đường Hồng đã bố trí người, máy móc, thiết bị tại trung tâm xã để phục vụ người dân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Những trường hợp trong diện gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, tổ công tác đến tận nơi để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Hiện toàn xã đã có trên 2.700 người được thu nhận và có gần 1.500 người được kích hoạt mức độ 2, đạt tỷ lệ 72,61%. Riêng từ đầu tháng 7 đến nay còn thực hiện thu thập thông tin để làm thẻ căn cước công dân cho trẻ em được trên 150 công dân. Hiện công an xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê vẫn đang nỗ lực cố gắng tận dụng tối đa sự ủng hộ của chính quyền và người dân để đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các giao dịch dân sự cũng như các nhóm tiện ích khác trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Xác định xung kích phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thanh niên trong thời kỳ hội nhập phát triển, Đoàn Thanh niên huyện Vị Xuyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả gắn với từng phần việc cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đoàn tổ chức vận động 378 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có 280 đơn vị máu, các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội nhằm hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ những khó khăn với nhân dân được tổ chức sôi nổi thường xuyên, phối hợp tổ chức trao tặng sinh kế bền vững cho hộ nghèo cận nghèo, vận động các nguồn lực trao tặng gần 3.900 suất quà cho hộ gia đình, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách với tổng trị giá 1,28 tỷ đồng, phối hợp tổ chức 45 hoạt động tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Vị Xuyên không ngừng nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế, có phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Từ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi có thu nhập ổn định từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng một năm.
qua đó xây dựng hình ảnh thanh niên không ngại gian khó, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.